Cái trường hợp mà luật sư vừa mới đề cập đó chính là khi mà chúng ta tham gia một cái buổi hòa nhạc hay là một cái buổi chiếu phim nào đó mà livestream lại thì sẽ xâm phạm vào cái bản quyền. Nhưng mà còn một cái trường hợp nữa mà Như Quỳnh cũng rất là thường hay gặp, đó là khi mà chúng ta livestream và tình cờ nha, những hình ảnh của những người xung quanh chúng ta bị lọt vào cái livestream đó, dẫn đến một cái trường hợp đó là lộ lọt những cái thông tin cá nhân, ví dụ như là đang lén vợ hay là lén chồng đi chơi với ai đó chẳng hạn, hoặc là những cái thông tin cá nhân mà chính cái chủ thể đó họ không mong muốn bị lọt ra ngoài. Vậy thì Như Quỳnh không biết là ở cái trường hợp này thì có bị xem như là xâm phạm đến quyền cá nhân, quyền riêng tư của người khác hay không thưa luật sư? Vậy đầu tiên chúng ta phải xem là cái người đang chủ động thực hiện livestream đó, họ có họ vô tình hay là họ cố ý để lọt những hình ảnh của những người xung quanh. Bởi vì nếu như họ vô tình thì nó lại khác, mà họ cố ý thì lại khác. Theo quy định trên khoảng 1 điều 21 của Hiến pháp năm 2013 thì mọi người có quyền bất khả xâm phạm về cái đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình thì được pháp luật bảo đảm an toàn. Vì vậy, việc thực hiện livestream mà vô tình để phát tán cái hình ảnh của người khác khi chưa được cho phép, dẫn đến làm lộ lọt thông tin cá nhân của người khác thì có thể được xem là vi phạm quyền riêng tư của người khác. Tuy nhiên, để xem xét toàn diện vấn đề thì chúng ta cần phải đánh giá về mức độ là như tôi đã nói hồi nãy là vô tình hay là cố ý của chủ thể và cái mức độ nghiêm trọng mà cái hậu quả để lại để xem xét và đánh giá. Dạ, và dựa vào những cái quy định mà nãy giờ chị em mình cùng bàn bạc với nhau á, thì luật sư có thể đưa ra một cái lời khuyên nào đó dành cho những người đang sử dụng cái công cụ livestream này để chúng ta có thể livestream một cách hợp pháp nhất hay không ạ? Theo tôi thì cái việc livestream là nó có tác dụng tích cực. Ví dụ như chúng ta kêu gọi bảo vệ môi trường hay là những cái việc mà ủng hộ làm cho cuộc sống tốt hơn thì thật sự thì rất là có ích và nó nhanh chóng lan truyền nữa. Nó cái việc livestream hiện giờ nó rất là phổ biến và thông dụng với mọi người. Tuy nhiên, cái người sử dụng cái công cụ livestream này á thì cần phải chú ý đến cái nội dung của sự việc, những hình ảnh mà sẽ được phát sóng và cũng như là cái sản phẩm hay là những cái đối tượng mà mình đang đề cập trong cái livestream này á, để mà quyết định rằng là có nên phát sóng trực tiếp hay không. Nói chung là nhìn chung về cái nội dung của livestream phải không được là những cái điều mà pháp luật cấm. Ví dụ như là pháp luật cấm cái gì? Cấm truyền bá những văn hóa phẩm tồi trụy, hoặc là cấm buôn bán những cái loại mà trong cái hàng hóa mà danh mục mà nhà nước không cho phép. Thí dụ như không thể livestream để quảng cáo là bán cái thuốc kích thích chẳng hạn, hoặc là những cái phim có tính chất là đồ trụy đó. Cho nên là cái người mà thực hiện cái livestream phải chịu trách nhiệm về nội dung mà mình chuẩn bị phát sóng, và sau khi phát sóng xong rồi nếu có hậu quả gây ra thì mình phải chịu. Và nhất là khi mà chúng cái người mà thực hiện livestream cần quan tâm là cái nếu như mà cái chương trình hoặc là một cái nội dung gì đó mà mình chuẩn bị phát sóng trực tiếp là phải xem xét về vấn đề bản quyền, quyền tác giả và cái tính xác thực của cái nội dung mà mình chuẩn bị phát sóng. Rất là cảm ơn luật sư Lâm Điền về những cái chia sẻ của chị vừa rồi, và mong là với những chia sẻ vừa rồi của luật sư Lâm Điền thì những ai mà chúng ta đang sử dụng cái công cụ livestream hoặc là sắp sử dụng công cụ livestream có thể biết được cái tầm quan trọng khi mà chúng ta thực hiện cái việc phát sóng trực tiếp này, và cũng có thể dè chừng và cẩn trọng ở trong những hình ảnh mà mình chuẩn bị phát sóng trực tiếp để không gây ra những cái rắc rối về sau để mà mình bị liên quan cũng như là vi phạm đến pháp luật. Cảm ơn luật sư đã dành thời gian tham gia với chương trình 3 phút của luật sư. Cảm ơn Như Quỳnh, cảm ơn bạn đọc của báo điện tử Dân Trí.